mọ. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chế một cái bộ câu dây ắc quy cho ô tô. Một công cụ rất cần thiết đối với các bác tài lái xe ô tô khi mà lưu thông trên đường. Bộ câu dây này ở ngoài thị trường cũng có bán nhưng mà giá của nó cũng rất là cao. Nó rơi vào tầm khoảng độ 600-700 một cái bộ câu như vậy. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chế nó với cái giá thành nó rẻ hơn rất là nhiều mà rất là đảm bảo. Vật liệu của chúng ta cần đó là một bộ kẹp cá sấu này, loại to, các bạn chọn loại to nhất đi. Mình cần hai cái cặp này, hai màu khác nhau. Cái bộ này mình mua ở trên chợ rời, nó rơi vào khoảng 80-90 nghìn một cái bộ như này. Mình mua hai bộ, trông rất là to. Cái này để kẹp vào đầu cái của ắc quy, gọi là đầu kẹp cá sấu. Tiếp theo nó đó là cái dây điện. Dây điện các bạn chú ý là phải chọn cái dây điện mà có cái lõi to, càng to càng tốt. Và quan trọng là nó phải nhiều sợi. Đây các bạn nhìn này, rất là nhiều sợi. Chứ các bạn đừng lầm tưởng là chọn dây điện to nhưng mà nó ít sợi to là cũng không tốt. Và cái bộ vỏ của nó cũng phải rất là dày, vì khi mà đề nổ máy thì cái điện nó phóng ra rất là lớn. Nếu mà dây bé hoặc là ít sợi, hoặc vỏ mỏng kém thì nó sẽ làm cho dây nóng lên. Và cái khả năng truyền điện của nó cũng kém đi. Và các bạn chú ý là khi mà chọn dây điện ấy, các bạn đừng nên tiếc tiền, chọn hãng tốt. Và cái dây nó phải là dây đồng nhé, dây đồng, chứ các bạn đừng chọn những cái dây rẻ tiền, nó sẽ là lõi nhôm và nó mạ đồng. Các bạn bắt buộc phải chọn dây đồng vì dây nhôm nó rất là nóng. Các bạn cứ chọn lõi càng to càng tốt. Ở đây thì mình đã chọn cái dây này, tiết diện của nó là 1x25, tức là tiết diện của nó là 25. Dây này rất là to rồi, các bạn có thể chọn to hơn nhưng mà mình nghĩ là dây này là đủ 1x25. Dây này ở ngoài thị trường bán khoảng độ vài chục nghìn một mét ấy. Dây này của hãng Gold Cup. Có thể chịu được cái dòng điện lên đến 750V. Dây này rất là tốt. Các bạn mua khoảng độ 6 mét dây, 6 mét dây. Tùy các bạn có thể chọn 10 mét, chia đôi ra này, mỗi một sợi là 5 mét. Đây mình chọn khoảng 6 mét dây thì mỗi một sợi mình sẽ dùng là 3 mét. 3 mét là thoải mái cho để câu ắc quy từ xe này sang xe khác rồi. Này bị thiếu ốc rồi các bạn, mình mua mình không để ý là thiếu mất ốc rồi. Thôi sao mình lấy ốc khác để mình chế vào vậy. Mình cần thêm các cái đầu cốt này để bấm đầu dây này.
Như vậy là mình đã chế xong cái cặp dây câu ắc quy cho ô tô. Cũng đơn giản, không khó lắm. Bạn nào khéo tay là làm được thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để câu ắc quy như nào cho nó đúng nhé. Đầu tiên mình sẽ kẹp cái dây màu đỏ trước, sẽ kẹp vào cực dương của ắc quy của cái xe bị sự cố trước. Đầu còn lại các bạn sẽ kẹp với cái cực dương của ắc quy của cái xe đi cứu hộ nhé. Dây màu đen này, một đầu các bạn sẽ kẹp với cả cái thân máy của xe bị sự cố. Các bạn kẹp với thân máy nhé. Tìm chỗ nào kẹp được thì các bạn kẹp trên thân máy. Mình sẽ kẹp vào vị trí này. Các bạn chú ý các cái chi tiết chuyển động nhé. Đừng có chạm gần các cái chi tiết chuyển động. Ví dụ như đây là dây cô loa, bánh đà dây cô loa, các bạn chú ý đừng để nó chạm vào. Tại sao lại phải kẹp vào thân máy mà không kẹp vào cực âm của ắc quy bị sự cố? Tại vì cực âm của ắc quy bao giờ nó cũng đấu với khung xe, mà sau đó khung xe nó sẽ đấu với thân máy. Đấy là cực âm và nó đi vào buji. Vì vậy khi chúng ta mà đấu với cực âm của ắc quy bị sự cố thì dòng điện nó sẽ bị suy hao trong toàn bộ khung xe. Do vậy mình kẹp thẳng luôn vào cái thân máy thì đảm bảo là cái dòng điện nó sẽ đến luôn được với cả buji luôn. Theo mình hiểu là như vậy. Các bạn cũng có thể kẹp luôn vào cực âm của ắc quy bị sự cố, tùy các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là cái việc kẹp vào cái thân máy này mình sẽ tốt hơn. Còn một cực còn lại các bạn sẽ kẹp vào cực âm của ắc quy đi cứu hộ nhé. Trước khi mà nổ đề cái xe bị sự cố thì các bạn phải nổ máy của cái xe đi cứu hộ trước, để đảm bảo là khi mà mình nổ đề nó sẽ không tụt ắc quy của xe cứu hộ. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn chế một cái bộ dây câu ắc quy cho ô tô. Rất đơn giản thôi. Chi phí nó sẽ rẻ hơn các bạn mua ngoài và nó đảm bảo hơn. Video của mình hôm nay dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.